Các bạn ơi, bây giờ ốc thì nó mở miệng một vài con thôi. Trong khi mà mình chờ đợi ốc mà nó chín một lượt á thì nó lâu lắm các bạn. Cho nên mình quyết định anh nướng mình ăn. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của anh em nhà Oanh nha. Chào bạn nha. Hôm nay không có đi chợ được các bạn ơi, giờ anh em Oanh sẽ lội xuống dưới cái mương này để mà bắt ốc lên ăn trừ cơm các bạn ơi. Hôm nay Oanh sẽ chế biến món ốc nướng muối ớt xanh nha các bạn. Các bạn xem thấy hay nhớ like và subscribe cho Oanh nha. Tính nói bye bye. Tính nói bye bye. Rồi bây giờ anh sẽ lội xuống bắt ốc nha các bạn. Chà, chưa xuống có rồi nè. Bye bye cái là có công chuyện luôn nè. Trời ơi, nước lớn quá bạn ơi, nó rút vô mé rồi. Nước lớn quá các bạn ơi. Nắng nữa, không biết có ốc không nữa. Nắng quá trời nắng luôn. Hồi sáng giờ thì Oanh cũng chưa có ăn cơm nữa các bạn. Bây giờ đợi bắt ốc vô nướng ăn trừ cơm luôn. Đừng nhấp cho mà ốc nhỏ nhỏ nè. Được. Bắt mấy con bự nướng ăn cho nó đã. Để Quỳnh kiếm cái góc nào mát mát Quỳnh nấp vô mới được. Các bạn có thấy anh Quỳnh không? Mình đi xuống, mình đi lên cái đầu bờ mà mình đi qua ngược qua bên đây kiếm cái chỗ mát trú chứ trời nắng quá trời nắng. Cuối cùng thì Quỳnh cũng đã kiếm được cái chỗ mát lý tưởng các bạn ơi. Nấp dưới bóng mát của cây sầu riêng nè. Cây sầu riêng trồng 3-4 năm rồi mà nó chưa cho trái thì các bạn ơi, nó còn nhỏ quá. Nấp dưới đây là an toàn luôn. Rồi bây giờ mình chỉ ngồi đợi anh bắt ốc vô thôi các bạn. Nắng quá trời nắng, không biết là có ăn được bữa ốc thịnh soạn này không nữa. Trời, quăng thao giống như kiểu dằn mặt mình bạn. Tánh kỵ ghê bay. Được có mấy con hả? Mà dằn mặt mình các bạn ơi. Đây ít hơn bên kia ha. Ai biết. Dài dài vô các bạn ơi, nãy giờ cũng được mớ rồi. Bư vô. Bu bu vô trong cái đám cù nèo. Đâu nãy giờ được nhiêu rồi? Đó các bạn. Đá hồi nữa mình vô mình ngâm ớt cho nó nhả sình ra rồi mình ăn nha các bạn. Thanh niên ngọ ốc. Ốc đụng cái kịch mất tiêu.
Rồi mời các bạn cùng xem hết video để xem Quanh làm chế biến món ốc nướng muối ớt nha các bạn. Mua muối ớt xanh. Hello các bạn ơi. Thì hồi nãy Quanh cũng bắt lộn. Anh của Quanh bắt được nhiêu đây ốc nè? Hơn nửa gỗ các bạn ơi. Cái này chắc cỡ 2-3 ký. Bây giờ Quanh sẽ nhóm lửa để nướng ốc nha các bạn. Hay chào các bạn, bây giờ có lửa than rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ nướng nha các bạn. Cũng chiều 5 giờ rồi, phát thanh nó la lên rồi các bạn ơi. Để ngóc lên. Trời trời, nóng dữ rồi. Có khói nha các bạn. Bây giờ Quanh sẽ đợi anh nướng xong rồi Quanh vô ăn nha các bạn. Nóng quá. Các bạn ơi, bây giờ ốc thì nó mở miệng một vài con thôi. Trong khi mà mình chờ đợi ốc mà nó chín một lượt thì nó lâu lắm các bạn. Cho nên mình quyết định ăn nướng mình ăn. Các bạn thấy hợp lý không? Mình ăn ốc này mình sẽ review cho các bạn biết được là con ốc nó nướng muối ớt xanh nó ngon cỡ nào luôn. Ốc hồi nãy mình bắt lên đó các bạn, mình ngâm với ớt á. Nước với ớt cho nó nhả sình ra. Con này chín nè, thơm. Rồi bây giờ Quanh sẽ xé cái cọng lá dừa này ra nè các bạn. Nó có cái cây nè. Ăn với cái cây này nè. Hồi ngày xưa Quanh ở với bà ngoại á. Cái bà ngoại bắt ốc lên á, luộc lên, luộc xả đồ ngon lắm. Ăn cái lấy cái cọng lá dừa nè, tước ra. Ăn về nhớ ngoại quá các bạn ơi. Ước gì cho mau qua dịch đi đặng Quanh có thể về thăm bà ngoại với lại ba mẹ Quanh. Thật sự nhớ gia đình nhiều lắm luôn các bạn. Nè nó chín rồi nè, thơm lắm. Ăn cái món này sao tự nhiên cảm xúc nó trào dâng các bạn ơi. Không thể nào tưởng tượng được mà cái cảnh mà ngồi mà ăn ốc mà ăn một mình như thế này luôn. Lúc trước ăn ốc là ngồi nướng có bà ngoại, ông ngoại rồi có cha, có mẹ nữa. Tự dưng giờ ăn có hai đứa sao thấy buồn dữ trời. Nóng. Nói chung là Quanh làm clip này á vì Quanh muốn gửi gắm đến gia đình của Quanh xem, vì Quanh biết là gia đình của Quanh cũng đang rất là nhớ Quanh. Quanh cũng nhớ gia đình nhiều lắm luôn á. Quay video đăng lên như thế vậy á, không nghĩ là có nhiều lượt xem đến vậy luôn á, nhưng mà đến cái thời điểm này Quanh vẫn chưa có bị chửi cả nhà ơi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, đã xem video của Quanh nha. Đăng ký kênh rồi chia sẻ video cho Quanh nữa. Quanh cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Đây, mấy con chín này mình dồn qua bên. Chín rồi con, nóng. Chín rồi. Nóng dữ không? Thơm lắm. Đúng rồi, rất là thơm luôn các bạn. Ước gì bây giờ ha. Mà có gia đình ăn nữa, trời chắc con ốc này nó ngon mà nó đậm đà dữ lắm luôn. Nóng quá. Ốc nó chín nó thơm. Trời chiến mưa tới rồi. Trời chiến mưa tới rồi các bạn ơi, Quanh tranh thủ Quanh ăn cho kịp. Giờ Quanh sẽ ăn thử một con nha các bạn, xem ơi có ngon không nha. Ốc này á, bắt lên ngâm nó cũng sạch sẽ trong ruột rồi các bạn ơi. Nướng với lại muối ớt xanh mà còn chấm với muối ớt xanh nữa thì đúng là ngon luôn. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà Quanh nướng với muối ớt xanh á. Đó giờ ăn với lại người ta nướng với lại muối tiêu xanh các bạn.
Bây giờ tự nhiên cái giờ đâu có mua được tiêu xanh đâu. Nướng với lại muối ớt xanh. Con ốc mà nướng nó chín quá, cái nó dính vô các bạn ơi, để nó không ra được. Thơm lắm các bạn, mời các bạn ăn cùng quanh nha. Chấm với lại miếng nước chấm. Tuy là nó chín nó khô rồi các bạn, nhưng mà con ốc nó dai giòn, ngon cực kỳ luôn. Hấp một miếng nước cho nó. Nước nó không ngon lắm. Thêm con nữa. Chế hết hết thôi. Nóng nha. Con này khô nước rồi các bạn. Mời các bạn ăn với quanh nha. Thơm giòn thấy luôn ha. Nghe mà lưỡi thơm. Dai giòn sần sật luôn. Công nhận đã thiệt, quá xà đá luôn. Nhưng mà ăn ốc này nó còn thiếu các bạn ơi. Các bạn thiếu gì không? Thiếu tiếng cười của gia đình đó các bạn. Ốc này khô luôn nè. Nãy Hoành có chặt cái đít nó rồi. Nghĩ là chặt đít để lễ ra cho nó dễ các bạn. Lễ ra cho nó ra cái đít luôn á. Nhưng mà không ngờ sai trầm trọng luôn. Nó chảy hết nước ra luôn. Ui chị ăn nữa hả? Trời ơi gãy luôn nè, không. Đây nè, ngay em mới giục lâu đây nè. Nè, đây nè. Cái con này còn nướng nữa các bạn. Nè, nó mập ú nu luôn. Mời bạn nha. Trời ơi, ra luôn các bạn ơi, ra luôn nguyên con luôn nè. Ủa má ơi. To đùng luôn nè các bạn. To đùng luôn. Hấp miếng nước. Đưa điện thoại vô chụp cái thằng này. Ngon quá. Mời các bạn ăn con u nù với quanh nha. Ngon quá các bạn ơi. Khá là ngon các bạn ơi. Mình nướng với lại muối ớt xanh nha các bạn. Thì rất là thơm, nướng lên rất là thơm. Ngon tròn vị luôn các bạn. Ý anh nói là thơm ngon tròn vị mà nói vậy á. Rồi ăn đi, ăn đi, ăn đi. Đó, các bạn có nghe tiếng mưa không? Rớt hột rồi kìa. Đây, mời các bạn nha. Rồi, vậy lớn rồi các bạn ơi. Con này chín khô luôn rồi. Chín được không ạ? Con này
Có gà rượu luôn nha các bạn. Mời các bạn ăn nha. Đây mình cũng kết thúc video tại đây các bạn ơi. Trời cũng mưa rồi. Chiều mình quay rất chiều trời mưa rồi các bạn ơi. Các bạn xem thấy hay nhớ like và subscribe ủng hộ cho mình với lại quanh các bạn có động lực làm những video tiếp theo nha các bạn. Bye bye. Bye bye các bạn nha. Bye bye.